Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 4. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài là viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Trang 20. Đây, cái này thì chúng ta cứ làm theo thầy không có giảng bài ha. Cái này nó cũng đơn giản thì chúng ta cứ làm theo cái bài thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Không có vấn đề gì hết. Bài số 1. Đọc 80.712. Thì chúng ta cứ viết ra bình thường thôi, cũng giống như cái mấy bài trước của mình thôi, được không? Bài trước của mình. Thì cái này thì người ta họ sẽ tách, có chỗ này nó hơi lạ lạ tí xíu nha. Đây. Cái hàng này là hàng đơn vị đúng không? Số 2 là hai đơn vị thì chúng ta mình biết rồi, được không? Cái hàng này có phải là hàng chục không? Nha. Cái hàng này là chục đúng không? Như vậy là một chục. Số 7 này là có phải là hàng hàng trăm không? Như vậy là 700. Số 0 này thì chúng ta không 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 cần. Và số 8 này là ở hàng bao nhiêu đây? Hàng nghìn, hàng chục nghìn đúng không? Chục nghìn. Nha. Số 0 này chúng ta không cần không cần nấu đánh. Như vậy tiếp theo 5.864. 5.000 này. 800 này. 64 này. Đó. Rồi, như vậy chỗ này có phải là 5 này là gì? 5.000, đúng không? 5.000. À 5.000. Đó, đơn giản đúng không? 8 này là gì? Ở hàng gì? Hàng trăm là 800. Vậy thôi. 800. 6 này ở hàng gì? 6 này là ở hàng chục là 60. 4 là gì? 4 này ở hàng đơn vị. Được. Đơn giản không có gì hết. Trên này là chúng ta đọc là gì? 2020. 2000 không trăm hai mươi rồi như vậy chỗ này là gì? Số 2 nữa hàng hàng nghìn đúng không? Là 2.000. Chứ không này ở hàng trăm chúng ta không cần ghi. Số 2 nữa hàng chục là 20. Chứ không là hàng đơn vị chúng ta không cần ghi. Không cần ghi. Năm mươi lăm nghìn. Năm mươi lăm nghìn. Năm mươi lăm nghìn năm trăm. Năm mươi lăm nghìn năm trăm. Rồi như vậy số năm này ở hàng hàng chục chục nghìn đúng không? Số năm này ở hàng chục nghìn. Năm chục nghìn. Số 5 tiếp theo này ở hàng nghìn. 5.000. Số 5 tiếp theo này ở hàng trăm. 500. Rồi, 2 số 0 chúng ta không cần ghi. Rồi, cái này thì chúng ta viết ngược lại. Được không? 9 triệu. 9.500.000. 9.500.000. 9 đơn vị.
9 triệu. Năm trăm. Linh chín. Nha. Rồi. Bài số 2. Đây, viết theo cái này, viết theo cái gì dạng này là gọi là hệ thập phân. Được. Cái này chúng ta tách nó ra khá đơn giản. Viết mẫu số sau thành tổng 387. Thì số 3 là hai số 8 và số 7 thì chúng ta thay bởi số 0. Và 8 này thì chúng ta viết số 8, còn số 7 thì thay với số 0 và số 7 chúng ta viết lại. Như vậy đã viết mẫu cho mình một cái rồi, vậy là còn 3 cái. Ừ. Vậy là 8 7 3 bằng gì? 800 cộng cho 70 và cộng cho 3. Nào. Đơn giản vậy thôi. Rồi. 47 38 bằng 4 ở hàng nghìn đúng không? 3 cho 0. Cộng cho 7 này là ở hàng trăm đúng không? 2 cho 0. 3 này ở hàng chục đúng không? Và cộng cho 8. Vậy thôi. Cuối cùng là chúng ta hết rồi, chúng ta viết ở đây ha, viết ở đây. 10 nè. 8 3 7 bằng 10 ở hàng chục nghìn 3 cho 0. Số 0 này chúng ta không cần ghi. Cộng số 8, 8 ở hàng bao nhiêu? Hàng trăm. Cộng số 3 là ở hàng chục. Và cộng ở 7 hàng đơn vị. Không. Bài số 3. Ghi giá trị của chữ số 5 trong mẫu số ở bảng sau theo mẫu. Số 45 là số 5, giá trị là chữ số 5. 5. Còn này là giá trị ở số 5 ở hàng chục đúng không? Là 50. Giá trị này là ở hàng trăm đúng không? 500. Giá trị này ở hàng bao nhiêu? Hàng nghìn. Giá trị này ở hàng bao nhiêu? 1, 2, 3. 3 số nữa. Nào. Bài này chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh cho thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.